là chúng ta cùng đến. Kính thưa đồng đoàn, theo ý hướng của Đức Thánh Cha Benedicto 16, năm Đức Tin là dịp thuận tiện để mỗi người Kitô hữu đào sâu về đức tin và là cơ hội thúc đẩy chia sẻ đức tin cho tha nhân. Một trong những cử hành quan trọng của năm Đức Tin là việc trầu thánh thể vào ngày hôm nay, mùng 2 tháng 6 năm 2013. Ngày lễ kính mình máu Thánh Chúa, việc trầu thánh thể được mở rộng trên phạm vi toàn cầu và diễn ra cùng một giờ. Tại Roma, chính thức Thánh Cha Francisco chủ sự giờ trầu này. Ngài cũng kêu mời các giám mục trên toàn thể thế giới hiệp thông với Ngài qua giờ trầu tại nhà thờ chính tòa của mình. Chính cũng vào đúng giờ này, Đức Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Ngài cũng đang chủ sự giờ trầu tại nhà thờ chính tòa, và các giáo sứ, các quý cha cũng đang chủ sự giờ trầu này. Đồng thời, Đức Thánh Cha mong ước giờ trầu này cũng được diễn ra tại mọi cộng đoàn Kitô hữu càng nhiều càng tốt. Trong chiều hướng ấy, với tinh thần hiệp thông, chúng ta cùng với Đức Giáo Hoàng, các Đức Giám mục, các linh mục và toàn thể các tín hữu trên toàn thế giới dâng lên Chúa Giêsu thánh thể lòng yêu mến, lòng tin và lời cảm tạ của chúng ta trong giờ trầu đặc biệt này. Xin Chúa Giêsu thánh thể gìn giữ giáo hội và giáo phận thân yêu của chúng ta. Xin Chúa gia tăng đức tin của chúng ta để chúng ta biết tích cực và hăng say xây dựng giáo hội và làm cho đức tin được tỏa lan đến khắp nơi, cho mọi người được ơn cứu độ.
Trong giờ phút linh thiêng này, chúng con hiệp ý với vị cha chung của giáo hội hoàn vũ là Đức Thánh Cha Francisco, với đấng chủ chăn của giáo phận là Đức Cha Giuse, với các mục tử của chúng con, cùng với tất cả anh chị em tín hữu trên khắp năm châu, để tôn thờ Chúa, để ca ngợi và cảm tạ Chúa vì hồng ân đức tin Chúa đã ban cho chúng con. Và đây cũng là dịp đặc biệt để chúng con tuyên xưng đức tin vào sự hiện diện của Chúa trong bí tích Thánh Thể. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể đón nhận những tâm tình yêu mến và lòng tri ân của đoàn con. Đồng thời xin Chúa hãy củng cố đức tin cho chúng con, để chúng con luôn biết vững tin vào Chúa giữa bao khó khăn thử thách của cuộc đời, và luôn biết rao truyền đức tin ấy cho những người đang sống chung quanh chúng con. Theo Thánh Phaolô nói, đức tin có được là nhờ vào sự rao giảng, chính việc lắng nghe lời Chúa mà người ta tin vào Chúa. Giờ đây chúng ta hãy mở lòng lắng nghe lời Chúa, để lời thấm vào trung tâm và tâm hồn chúng ta, hóa hầu làm đức tin chúng ta trở thêm vững mạnh. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh hạnh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu xuống thuyền, vượt biển mà về thành của người. Bấy giờ người ta đem đến cho người một kẻ bất toại nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: Hỡi con hãy vững tin, tội con được tha rồi. Bấy giờ mấy luật sĩ nghĩ thầm rằng: Ông này nói phạm thượng. Chúa Giêsu biết ý nghĩ của họ liền nói: Tại sao các ngươi suy tưởng những sự xấu trong lòng, bảo rằng tội con được tha rồi, hay nói hãy trỗi dậy mà đi, đàng nào dễ hơn? Nhưng nói thế là để các ngươi biết rằng trên đời này con người có quyền tha tội. Bấy giờ người nói với người bất toại: Con hãy trỗi dậy, vác giường mà về nhà con. Người ấy trỗi dậy và đi về nhà. Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền năng như thế. Đó là lời Chúa. Yeah.
mặc cả là con đường Thiên Chúa đến với con người, còn đức tin là con đường để con người đến với Thiên Chúa. Như thế, đức tin có vai trò rất quan trọng trong đời sống người Kitô hữu. Khi đến trần gian này, Đức Giê-xu tiếp tục khẳng định vai trò ấy qua những phép lạ. Người có quyền năng để làm phép lạ, nhưng phép lạ chỉ xảy ra với những người có lòng tin. Mỗi khi chữa lành bệnh nhân, người luôn nói với họ rằng: đức tin của con đã cứu chữa con. Nhưng để có được đức tin, con người cần mở rộng lòng đón nhận. Nói cách khác, đức tin không chỉ là việc làm của con người nhưng là hầu ân Thiên Chúa. Thánh Phêrô tuyên dương đức tin vào Chúa Giêsu: Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Người đã đáp lại: không phải phàm nhân đã mà phải cho anh biết điều ấy, nhưng chính là Cha ta đấng ngự trên trời mặc phải cho. Như vậy, đức tin trước hết là trên hết là hồng ân Thiên Chúa ban tặng cho con người. Đức tin là hồng ân Chúa ban chứ không phải là do công trạng của con người. Đó chính là lý do giải thích tại sao biết bao người giỏi giang, tài đức nhưng không có đức tin. Trong khi đó, có người học hành chẳng hơn ai, nhưng nhờ ân Chúa lại là người Kitô hữu. Có người chẳng hiểu biết là mấy nhưng vẫn vững vàng vào tin vào Chúa. Đức tin được ban tặng cho chúng ta dưới nhiều hình thức khác nhau. Trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe, đức tin đã được ban tặng qua những người thân cận của người bạn biệt. Chính đức tin của những người này đã khiến Đức Giê-xu động lòng rất ấn để làm phép lạ. Tin mừng ghi nhận thấy họ có lòng tin, Chúa Giê-xu nói với người bất toại rằng: hỡi con hãy vững tin, tội con được tha rồi. Nhờ lòng tin đó mà anh bạn biệt đã được lành mạnh đến lượt mình. Chính những người khiêng anh bạn biệt đến cùng cũng được vững tin nhờ phép lạ Đức Giê-xu làm, và còn biết bao cách thức khác nữa Chúa đã dùng để trao ban đức tin cho chúng ta. Sống và thực hành đức tin. Suy niệm tiếp theo: đức tin là hầu ân Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta. Tuy nhiên, đức tin cũng là việc làm của con người. Nếu những người thân không kiêng anh bạn biệt đến với Đức Giê-xu, thì anh ta chẳng bao giờ được chữa lành. Và anh ta không để người khác giúp mình, thì phép lạ cũng chẳng bao giờ xảy ra. Đức tin như hạt giống lời Chúa được gieo vào lòng đất. Hạt giống ấy chỉ có thể lớn lên và sinh nhiều hoa trái khi có bàn tay nung sới và chăm sóc của người làm vườn. Cũng vậy, nếu muốn đức tin được trưởng thành và mang lại nhiều ích lợi, người ta không chỉ cần mở rộng lòng đón nhận đức tin, mà còn phải tích cực cộng tác phần mình. Do đó, người Kitô hữu được mời gọi không ngừng học hỏi để khám phá những điều kỳ diệu của đức tin và làm cho đức tin được lan tỏa khắp mọi nơi cho mọi người. Trong
chiều hướng đó, giáo phận nhà đã đề ra khẩu hiệu cho năm đức tin: học hỏi, sống và lan truyền đức tin. Hưởng ứng lời kêu gọi của bề trên giáo phận, chúng ta được mời gọi hãy siêng năng học hỏi giáo lý để có thêm sự hiểu biết về đạo. Đồng thời, như lời Thánh Phêrô, chúng ta có thể luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em. Thư Phêrô 3:15. Hơn nữa, chúng ta được mời gọi hãy sống đức tin, vì như lời Thánh Gia-cô-bê, đức tin không có việc làm mà đức tin chết. Chính qua việc làm bác ái yêu thương và đức tin của chúng ta được sống và có sức lan truyền tới những người xung quanh, nhất là những ai chưa nhận biết Chúa. Vì thế, trong giây phút thiêng liêng này, hợp cùng với giáo hội hoàn vũ, chúng ta cùng cảm tạ Thiên Chúa về hợp ân đức tin đã lãnh nhận. Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Chúa ban hồng ân lấy cho những ai đang đi tìm chân lý, và cầu xin cho mỗi người chúng ta luôn biết tích cực học hỏi, sống và hăng say chia sẻ đức tin cho mọi người, nhất là những ai đang khao khát tìm kiếm Chúa, để chúng ta và mọi người cùng được hưởng ơn cứu độ. Amen. Con tưởng rằng con
Anh chị em thân mến, đức tin là hậu ân Chúa ban cho chúng ta. Vì thế trong giờ phút hồng phúc này, chúng ta cùng dâng lên Chúa tâm tình cảm tạ tri ân và xin Chúa biến chúng ta nên chứng nhân đức tin của người giữa lòng thế giới hôm nay. Lạy Chúa, con tin.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ban cho chúng con thánh vở trời mà xuống. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con ý tích mình và máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và thập giá và sống lại hiển vinh. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích huyền diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu độ chúng con, người hằng sống ở địa chỉ trì đến muôn thuở muôn đời. Thank you.